Em chào các bác nhé. Hôm nay Hoa Lan Hà Nội sẽ lại lên mặt hàng Đai Châu này. Và Đai Châu nhà em lại lớn thêm một tí rồi. Giá vẫn không đổi nha, 25.000 một cốc. Đó, 25.000 một cốc. Đai Châu nhà em có 5 màu: trắng, tím, đỏ pháo, hồng kính sen và cam lửa nhá. Đây nó là những cái cây giống và rễ đang phát triển rất là khỏe. Em trồng trong cái cốc nhỏ để cho nó tiện vận chuyển nha. Bác nào muốn sưu tầm nhiều màu khác nhau đó, với cái giá rẻ thì mình có thể chọn lựa cái dòng Đai Châu này. Em bán là 25.000 một cây nhá. 25.000 một cây. 10 cây thì em sẽ bao ship toàn quốc cho mọi người. Đây em quay từng cây cho mọi người xem này. Đấy, cây nào cũng đều khá là đẹp. Thường là nó sẽ có tầm khoảng 5 lá nhá. Đó, thường nó sẽ có tầm 5 lá. Đây là cái cây màu tím này. Đó, đây là cây màu tím. Đây là cây màu cam này. Cây màu trắng này. Hình thức cây thì mọi người cứ yên tâm nhá. Cây này nó nhỏ thôi nhưng nó không hề lỗi gì đâu. Chúng ta nhận hàng ấy được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Đảm bảo như hình em giới thiệu thì mình nhận hàng nhé. 10 cây là 250. Đó, và còn mọi người có thể lấy 5 màu hoặc là lấy một màu cũng được. Thì em có 5 màu là trắng, hồng, cam lửa, đỏ pháo và tím. Chúng ta mua thì gọi điện theo số điện thoại là 0974 702 106, em có để ở dưới bài viết rồi nhá. Đây, số lượng Đai Châu khá là nhiều đây. Đấy, số lượng Đai Châu nhà em khá là nhiều, em trồng, em làm giống khá là nhiều. Thế nên em sẽ chọn những cây đẹp tiêu chuẩn để em gửi trước cho mọi người nhá. 25.000 một cây thôi, 10 cây em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác. Còn dưới 10 cây thì tiền ship sẽ là 35.000 nhá. Rồi, em xin chào mọi người. Số điện thoại đặt hàng em để dưới bài viết rồi.